Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu bay của Thao Hồn 13. Hiện tại thì họ đã lên tới 6.300 rồi. Akari vẫn lẹt đẹt lắm. 5.400 các bạn. 5.454. Ui, đứng thứ 103 của Úc. Càng chưa. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu bay khá là hiệu quả ở range huyền thoại với mức cúp 5K4, 5K5. Đây là một mẫu bay khá là trôn nếu mà anh em đánh từ hướng 12 giờ xuống. Và đường link mẫu bay thì chắc chắn là mình sẽ luôn chia sẻ cho các bạn ở phần mô tả video rồi. Thì cái mẫu bay này anh em thấy là Inferno 1 tia hết nha. Đấy, bố trí X-Bow là để mặt đất cả. Và nó khá là hiệu quả với mình. Còn khi mà cái mẫu bay này của mình đã được chia sẻ cho các bạn thì anh em có thể đổi bom bẫy theo vị trí mà các bạn mong muốn. Và chắc chắn là đường link của mẫu bay mình sẽ luôn chia sẻ cho các bạn ở phần mô tả video rồi. Anh em chỉ cần bấm vào copy về là sử dụng thôi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với những trận thủ nhà thành công đến từ mẫu bay để thấy được sự hiệu quả của nó. Bên cạnh đó, nếu anh em có nhu cầu mua vé vàng hay là mua gem, những gói ưu đãi trong cửa hàng thì cứ liên hệ mình theo đúng đường link Facebook có sẵn ở trong phần mô tả video. Và bây giờ, let's go! Trong trận thi đấu này, đội bạn sử dụng là Bowler với cả là Zeti. Anh em mời chơi với hai bình nhảy Dark Devil, con quỷ của bóng đêm. Rồi, chơi từ hướng bao nhiêu? 9 giờ và 12 giờ, ôi tuyệt vời. Đúng như những gì tôi mong muốn. Toàn bộ đại quân của đội bạn all in hết tất cả vào đây luôn. Rồi, Tesla, dàn Tesla nó đã sập. Bẫy lốc xoáy đã được triển khai và bây giờ là Headhunter, mình thủ nhà bằng Headhunter nha các bạn nha. Nó lao ra tiêu diệt em King 75, hợp lý. Độc dược cũng đã được triển khai cho đội bạn. Và hai bình nhảy đã được đập ra liên tục ở đây luôn rồi. Toàn bộ đại quân ộc từ hướng này vào. Rất căng luôn đấy các bạn. Bùm. Royal Champion xuất kích chạm tới khu vực nhà chính rồi. May là Zeti đã đột nhập được và làm được hai nháy. Chứ quả này không có Zeti thì khó mà bụp được hai nháy lắm nha. Rồi, đại quân nó bị thiệt hại rất lớn ở khu vực này. Và em Queen sẽ bị Inferno một tia nó đốt thôi, bởi vì nằm lọt thỏm trong tầm ảnh hưởng. Và đi từ cái hướng dưới này lên là rất nguy hiểm đấy các bạn. Rất là nguy hiểm. Như vậy là trận này may mắn là vớ được hai nháy. May mắn để vớ được hai nháy. Bùm. 51%. Quá hên cho đội bạn. Chứ không là trận này là ăn trọn bộ một nháy rồi. Ok, nó lại thủ dẻo nha các bạn nha. 53%. Rồi có 17 thôi. Rồi, một trận giáp Lalo. Một combo rất hot ở thời điểm hiện tại khi mà bình xét chỉ còn có một slot thôi. Và đây là một trận đánh lính bay. Và anh em lưu ý là X-Bow này là để mặt đất cả nhà. Và các bạn có thể thấy là những viên tường ở đây nó không hề liền mạch đâu này. Đấy, nó để dư dư ra để dụ bom đấy. Dụ những em bom đấy các bạn nha. Chứ không phải tự dưng là nó thừa có mục đích cả đấy. Đã kích hoạt khu vực nhà chính lên. Sập. Sập. Đã tiêu diệt được lính hội thành rồi. Đội bạn sẽ mong chờ gì đây khi mà thấy một cái air defense lòi ra đây, nhìn rất là sexy. Ice Golem có mặt. Biệt kích đã được xông ra. Rồi, siêu công thành binh có và Headhunter cũng có luôn. Ui trời. King của chúng ta đã được xuất hiện rồi. Vượt qua vòng vây. Queen 75 của đội bạn sẽ phải gồng sớm thôi. Baby Tiểu Long hạ. Ừ, không đâu. Tớ đã bố trí sẵn đồ chơi hết rồi. Và King Queen của đội bạn đã đỏ máu các bạn nhé. Rồi, siêu công thành binh đã bị phá hủy. Ăn bom chết toi. Chúng ta đã đạt được mục đích. Rồi, em Royal Champion đã phải gồng rồi. Inferno một tia, chính xác. Đấy là những gì mà được bố trí bày sẵn ở đây. Đấy là những gì mà cái sự hiệu quả, cái sự hiểm hóc của mẫu bay này nó nằm ở đấy đấy các bạn nha. Lùn và lava cũng đã được triển khai. Ồ ạt như đánh rồng điện vậy. Đốt bằng hết cho tớ. Ở cái mức cúp 5K4, 5K5 này là toàn những anh tài. Bay cũng khét khét rồi chứ không phải giỡn nha anh em nha. Bởi vì bây giờ chỉ cần 5K6 thôi đã lọt vào top 200 thế giới rồi.
rất là căng và khốc liệt. May mà cái thả đá này nó thả đúng khu vực nhà chính luôn. Hên thật. Ô, vẫn đang còn một mả Bloon nữa ở bên này. Minion cũng đã được bụp ra rồi. Và các bạn nhìn thấy là đã về cuối của trận đấu và mới chỉ đang là 40%+ thôi. Rất căng đấy chứ không phải căng đâu. Bụp, mỏ chim của chúng ta vẫn bình yên vô sự. Rồi, và như vậy là trận này có lẽ cũng tương tự trận trước thôi. Bao nhiêu? 55% à? Ông 56 rồi. 56%. Hơn trận kia một cúp nha. Thế thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một trận thi đấu là Usher Bowler with Ice Golem. Có cả Headhunter nữa. Đấy, toàn những cái combo mới này. Không phải mới nhưng mà nó đa dạng về combo để các bạn thấy được sự hiệu quả của mẫu bay này khi các bạn áp dụng về để thủ nhà. Ice Golem trải toàn bộ ở đây luôn. Wish cũng vậy. Úi giời, ăn bật nhảy luôn các bạn nha. Bố trí cho ăn bật nhảy luôn. Vâng, đội bạn có Ice Golem thì bên tớ cũng có. Thiếu gì đồ chơi. Gồng đại quản giáo rất sớm ngay khu vực phía ngoài. Đấy là điều mà Akali mong muốn khi đối thủ tấn công mẫu bay này. Rồi, Wish vào thì bị đốt trọn bộ luôn. Blur. Đại quân chạy ra ngoài. Ui giời, bằng đúng cái ổ bom bẫy của mình ở trong khu vực này. Và các bạn có thể thấy kìa, bẫy lốc xoáy rồi là đại bàng nó dập vào cho mặc dù Wish đẻ là vô tội vạ. Phải nói là đội quân Wish này nó đẻ vô tội vạ luôn. Mà hiện tại mới chỉ 40% phá hủy thôi. Mà đội bạn đang trôi dần về cuối rồi. Quân không còn nhiều đâu. Đấy, cái hiệu quả từ mẫu bay này là nó nằm như vậy đó các bạn. Và anh em nếu thấy thích thì hãy để lại mình nút like, share và đăng ký kênh Akari Gaming. Ấn hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ combo mẫu bay mới nào về bài cúc. Cũng như là đánh vua luôn cho các bạn nha. Có những mẫu bay ngon ngon nào là mình vẫn cứ cập nhật lại cho các bạn hết mà. Úi giời. Này thì Queen với chúng tôi này. Búp. Búp nhấc người. Sao? Một sao các bạn ạ. Đấy, hiệu quả lắm. Tiếp theo sẽ là một trận đánh của Trung Quốc. Super Queen, Wish và Bowler. Lại là một combo hay ho nữa đây. Còn chơi cả 8 Giant luôn. Đâu rồi bạn ơi? À đấy, anh em thấy không? Cái hướng đi Queen từ 12 giờ được rất nhiều người chơi áp dụng. Và đấy là cái hướng mà Akari mong muốn. Rồi, em Queen phải gồng. Chắc chắn phải gồng rồi. Một mình bạn làm sao mà trụ được với cái đống này. King cũng đã cắt góc ở hướng 3 giờ. Rồi, đính thủ nhà là Headhunter cũng đã ra nhưng mà... Ui giời ơi, thả độc dược. Rồi, em Queen đã bị xa lầy. Chắc chắn luôn. Siêu công thành binh gần cơ hội lắm. Siêu công thành binh rất cơ hội nhưng mà chỉ phá được đến đấy thôi. Đã gồng đại quản giáo các thứ rồi. Đục thẳng được một lối nữa vào khu vực nhà chính. May quá. Rồi, vượt qua được nhà chính thì nổ hết banh sát. Không nói nhiều. Này thì vào đây với chúng tôi này. Vào đúng cái lúc mà mỏ pháo đại bàng nó bắn xuống. Vâng, khốn khổ. Khốn khổ cho thanh niên tàu. Vâng, cứ tưởng vớ được quả ngon rồi. Đại quân đi ra hết cả hai bên các bạn nha. Đi ra hai bên thì có bom bẫy cả hai bên nó đón sẵn rồi. Mỏ chim chúng ta chưa bị hạ. Chim mà chưa hạ thì vâng còn bắn được nhiệt tình lắm. Bắn cho tuét 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 là nhòe ra đây luôn. Rồi. Này thì Queen 75 với chúng tôi này. Bắn phát chết toi luôn này. 3 hit. Này thì Queen này. Chơi nữa không? Đại quản giáo này. Cho là cấp 50 luôn. Chuẩn bị 3 hit vào đầu. 1. Ôi trời, không chịu đến được phát thứ 3. Đấy, quá dẻo. Tiếp tới là một mẫu bay về Zeti. Cũng là một combo thuộc dạng hàng khủng ở thời điểm hiện tại. Đội quân của đội bạn cũng mạnh phết rồi chứ đùa đâu. Họ sẽ chơi 8 bình động đất trong cái mẫu bay này. Nói chung là cũng hên xui thôi anh em nha. Chứ còn các bạn bảo bay nào chả nát thì không lẽ bây giờ đi bay cúp ngày nào cũng khấn. Ê, chúng mày đánh nát nhà tao đi. Vâng, 8 lượt các bạn thích clear hết cả 8 à.
Vâng. Nên là thủ được trận nào thì mừng trận đấy. Còn được cao hơn nữa hay không thì là tùy thuộc vào khả năng bay của các bạn, khả năng tấn công. Chứ còn phòng thủ thì nó cũng cố gắng làm trọn vẹn vị trí của nó rồi. Ui, đã bắt buộc phải gồng luôn đại quản giáo nha các bạn nha. Lính hội thành đã ra đây rồi. Ui, cài cắm độc dược luôn. Headhunter đâu? Mình nhớ là mình có một con Headhunter mà. PK Jetty cũng có. Và anh em có thể thay đổi cái lính thủ nhà của đội bạn mà theo cái chiều hướng mà các bạn mong muốn. Nhiều khi những đơn vị lính thủ nhà nó cũng góp phần tạo thêm hiệu quả cho mẫu bầy các bạn đang áp dụng đấy. Rồi, mở lối là rất ngon nghẻ luôn các bạn này. Máy bắn đá đang phân vân chưa biết phải làm gì đây. Rồi, một thanh niên đứng ở đây cầu này. Cầu, bắn tiếp. Nát người, Queen đã hẹo. Royal Champion cũng đã gồng. Nổ chết sạch cái đám này cho tớ nào. Ừ, các bạn mở được lối thì nhìn rất đẹp. Nhưng thực ra đây không phải là một con đường trải đầy hoa hồng đâu. Mà nó trải đầy bằng những vị sương đấy. Sương đấy chính là những cái bạn đã hy sinh nằm lại ở đây. Đó. Vâng, bia mộ đã dựng lên hết ở đây rồi. Bùm, thằng Kinh thấy bóng dáng nguy hiểm chạy ra ngoài. Nhưng ở ngoài cũng có bom bẫy cho các bạn. Bố trí đầy đủ hết này. Đón chào hết rồi. Nổ tiếp. Ủa. Đó. Và các bạn đã thấy được sự hiệu quả của mẫu bay chưa? Ừ, chưa thì xem lại từ đầu đi cho nó thấy. Và đường link của mẫu bay chắc chắn là có mặt ở trong phần mô tả video cũng như là website akarigaming.com. Anh em cứ thoải mái bấm vào đấy, vâng, free copy về mà sử dụng các bạn nha. Có nhu cầu mua gem, mua vé vàng hay là những gói ưu đãi, cứ liên hệ mình sẽ tư vấn hỗ trợ sớm theo đường link Facebook có sẵn ở trong phần mô tả video nha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tới. Bye bye.